Chào mừng tất cả anh chị đến với Đầu tư Tiền Tử. Thì ngày hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị một cái nền tảng về cho vay. Nó có tên là UMI. Liệu rằng UMI nó có đặc điểm gì khác với những cái nền tảng cho vay như là AV hay là Compound hay không? Thì trước khi đi vào chi tiết thì cũng như thường lệ, nếu anh chị nhận được giá trị video này thì mình nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh. Những anh chị nào mình là người mới, mình chưa đăng ký sàn Binance và sàn Huobi quốc tế, mình có thể nhấn vào đường link bên dưới để đăng ký. Rồi, sau đây em sẽ đi vào chi tiết của chủ đề ngày hôm nay. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị về cái dự án UMI. Nó làm về cho vay. Nó khác với những cái nền tảng cho vay giống như là AV hay là Compound hay là Venus. Thì cái đặc điểm của UMI này á, nó khác là ở chỗ nó cho vay đa chuỗi. Thì nó kết hợp, thay vì những cái dự án về cho vay giống như là Compound hay AV thì nó chỉ chạy trên nền tảng của Ethereum. Còn Venus thì chạy trên Binance Smart Chain. Nhưng mà UMI nó có một cái đặc điểm khác, đó là nó cho phép anh chị vay ở trên cả hai nền tảng đa chuỗi là Cosmos và Ethereum. Nó sẽ có một cái cây cầu nối anh chị, giống như là chuỗi chéo anh chị. Như anh chị nào mình hay chuyển đổi từ Sol qua Ethereum hay là Sol qua BSC á, thì nó đương nhiên nó sẽ có một cái chuỗi chéo đó. Thì về UMI nó có một cái hay đó là như vậy, nó tạo ra một cái chuỗi chéo để giúp anh chị có thể là liên kết giữa những cái blockchain lại với nhau. Thì hiện tại bây giờ nó mới chỉ là trên Cosmos và Ethereum, sau này nó sẽ phát triển trên những cái nền tảng giống như là Solana hay là BSC Smart Chain. Đó, anh chị cũng thấy là về cái tiềm năng của cái dự án này á, thì UMI đã huy động được 6,3 triệu đô từ các quỹ lớn, thì mình sẽ đi ở cái phần sau ha. Thì anh chị sẽ thấy nè, thì UMI á nó làm về cho vay ha, chuỗi chéo. Thì cái đặc điểm á là nó sẽ giúp cho anh chị là giảm tối đa chi phí ở trên những cái nền tảng và tiết kiệm thời gian của anh chị hơn. Giống như để mình vay, muốn vay ở bên Ethereum thì mình sẽ tốn chuyển từ cái một cái mạng lưới này qua Ethereum để mình vay. Nhưng mà ở đây UMI có cái cầu nối thì anh chị làm giảm bớt được cái công đoạn đó ha. Thì nó có một cái hay nữa là nó giúp luân chuyển dòng tiền nó nhanh hơn đó, anh chị thấy không ạ? Rồi, thì anh chị thấy ở đây định nghĩa của trang chủ nè, của cái dự án nè, UMI là cơ sở hạ tầng phi tập trung cho các tương tác chuỗi chéo giữa các mạng. UMI kết nối người dùng để tạo ra các vị thế vay và đi vay, di chuyển vốn qua các chuỗi, khám phá các cơ hội lợi nhuận mới và khám phá các ứng dụng DeFi giao nhau giữa các liền mạch và không tin cậy đó. Thì anh chị hiểu là đơn giản là như vậy thôi ha. Thì cái mục tiêu của UMI á là thứ nhất là nó sẽ hỗ trợ về chuỗi chéo, thứ hai là hiệu quả để sử dụng vốn. Thì khi mà anh chị thấy ở bên cái nền tảng Ethereum á, cái anh chị cho vay đúng không, anh chị cho vay thì nó dạy thì nó cái lãi suất á có thể không cao, mà ở bên một cái chuỗi khác lãi suất nó cao hơn, thì anh chị có hay là dịch chuyển từ Ethereum qua Binance Smart Chain chẳng hạn. Hay là những người cho vay á, thì nếu mà anh chị giao dịch ở trên mạng lưới của Ethereum thì cái phí giao dịch nó rất là cao, và thứ hai nó có thể là giải quyết nó rất là lâu, thì anh chị có thể là qua một cái nền tảng khác và anh chị vay đó, để là tiết kiệm được cái chi phí của anh chị ha. Rồi, thì tiếp theo là Money Let's Go và BOS. Thì các giao thức DeFi này tương tác với RoboStack để khi mà việc đặt cược của các công cụ phái sinh tạo ra cái mô hình tài chính mới á, thì cái này anh chị thì nó sẽ có một cái gọi là RoboStack, là bằng chứng cổ phần. Khi mà anh chị tham gia vào UMI thì anh chị có một cái đặc điểm nữa là anh chị có thể tham gia vote node của cái mạng lưới UMI này đó. Thì khi mà anh chị tham gia vào mạng lưới, anh chị vote node á, thì anh chị sẽ nhận được cái phần thưởng từ UMI, thì để mình xác nhận cái giao dịch đó. Nó tương tự như là bằng chứng cổ phần ở ADA hay là những cái mạng lưới khác đó, anh chị sử dụng cái thuật toán RoboStack ha. Anh chị hiểu đơn giản là vậy thôi, là khi mà mình bằng chứng cổ phần vào cái dự án này, mình nắm giữ UMI, mình bỏ vào mình stack thì mình sẽ nhận được cái phần thưởng ha. Rồi, thì tiếp theo là trung tâm DeFi, một nền tảng phổ quát không được phép mở cho tất cả người dùng và những dự án tham gia và hành trình DeFi của họ. Thì nó có một cái trung tâm DeFi để giúp mọi người làm sao để có thể là phát triển được những cái dự án khác, để kết nối với UMI, giúp mọi người làm sao có thể là tiếp cận cái nguồn vốn này nhanh hơn. Ví dụ như là
Giống như là em đi, em có một số tiền thì em muốn vay, em đang đang muốn làm một cái gì đó nó nhiều tiền hơn thì em muốn vay, và em không muốn sử dụng cái đồng vốn của em, thì em thế chấp vào đây và em sẽ được vay lại một cái khoản khoản nhất định, thì em lấy cái phần đó và em ra em sử dụng, và khi mà em có lợi nhuận rồi em quay lại em trả lại cái lãi đó. Đó thì cái trung tâm DeFi này nó giúp kết nối lại tất cả mọi người với nhau ha. Đó rồi thì về cái cách sử dụng chuỗi chéo á, hiện tại thì nó đang là trên Scottmode và Ethereum ha, thì em sẽ giới thiệu đơn giản cho anh chị thấy ha, là ví dụ như là một cái người cho vay ở bên Scottmode và một người cho vay ở một người đi vay ở bên Ethereum, thì nó sẽ tạo ra cái cầu nối bên đây, thì nó sẽ xử lý qua qua cái cầu nối đó để chuyển cái số tiền ở bên Cosmos này qua Ethereum cho cho một cái người ở bên Ethereum vay. Đó anh chị hiểu đơn giản về cái cầu nối này là nó là như vậy ha, đơn giản thôi. Thì em sẽ đi chi tiết hơn về cái phần mà em đánh giá cao về những cái quỹ đầu tư cho cái dự án Umi này. Nó đã huy động được 6,3 triệu đô, thì trong đó có ba cái quỹ mà em đánh giá cực kỳ cao luôn, đó là Coinbase Venture, Alameda Research và Polychain Capital. Đây là ba cái quỹ đầu tư có tên tuổi trong lĩnh vực crypto, anh chị khỏi phải bàn cãi rồi. Những cái dự án nào mà được những cái quỹ đầu tư này đánh giá thì cái tính tiềm năng của nó cực kỳ cao. Mà trong khi đó là cả ba cái quỹ này cùng tham gia vào dự án này, thì anh chị cũng thấy là về tiềm năng trong tương lai dài hạn thì chắc chắn là Umi nó sẽ tạo ra một cái điều gì đó đột phá ha. Thì hiện tại bây giờ á là về Umi nó chưa có công bố chính thức về thời gian bán token nè. Rồi thứ hai nữa là hiện tại bây giờ nó chỉ là đang ở trong vòng private sale thôi. Đó, anh chị hiểu ha. Thì nó đã huy động được ở những cái quỹ này rồi và bây giờ đang ở vòng private sale. Về công bố những cái thông tin chính thức ra cộng đồng chưa có. Thì những anh chị nào mình theo dõi á thì em có đợi cái đường link nhóm Telegram Umi Việt Nam, anh chị có thể join vào đó để cập nhật những cái thông tin trong thời gian tiếp theo ha. Đó là cái thông tin mà em muốn truyền tải đến anh chị. Rồi tiếp theo là mình sẽ đi tới cái đội ngũ của Umi. Thì em sẽ chia sẻ với anh chị á là cái anh Rensu này á, ảnh là co-founder, là founder của dự án này ha. Đó, người sáng lập dự án Umi. Thì anh này cũng có kinh nghiệm rất là nhiều ở trong lĩnh vực crypto này rồi. Thì anh ấy làm ở người đóng góp trong hệ sinh thái của Ethereum nè 10 tháng từ ngày 6 thay từ tháng 6 năm 2015 tới tháng 3 năm 2016 ha. Các công cụ được tìm kiếm và thiết kế trên Ethereum. Rồi tiếp theo là anh ấy làm Tendermint là cố vấn chiến lược, rồi trưởng phòng chiến lược. Rồi thì tháng 1 năm 2021 tới thời điểm hiện tại là 10 tháng anh ấy phát triển cái dự án Umi này và đang trong thời gian testnet giai đoạn 2. Đó thì anh chị thấy Umi á nó đã huy động được cái nguồn vốn khá là lớn từ từ những cái quỹ đầu tư lớn rồi, thì không lý do gì mà mình là một cái nhà đầu tư mình bỏ qua cả. Thì về cái cơ chế waiver em đọc cũng khá là kỹ, thì nó kết hợp vậy thôi anh chị, nó khá là đơn giản, nó dịch chuyển dòng tiền từ mạng lưới này qua mạng lưới khác làm sao cho nhanh chóng thôi. Đó thì mình xác định á là thời điểm hiện tại bây giờ là em chia sẻ cho anh chị để cho anh chị săn những cái dự án như vậy, để làm sao khi mà nó được niêm yết á hay là nó public ra thì anh chị có được cái thông tin trước, thì anh chị có khả năng anh chị kiếm được nhiều tiền hơn ha. Rồi thì anh chị cũng thấy là hiện tại bây giờ trang web này nó chưa update thêm những cái thông tin mới, tại vì một cái dự án anh chị nó sẽ cập nhật theo thời gian, hiện tại bây giờ nó mới chỉ là đang trong giai đoạn bán private sale thôi, nó chưa bán public nên là những cái thông báo ở trên trang web nó chưa cập nhật nhiều. Đó thì em muốn chia sẻ với anh chị về cái dự án Umi này, nó trong thời gian sắp tới có thể là tạo nên một tiếng vay này, anh chị cũng so sánh với những cái nền tảng về cho vay như là Compound ha. Thì ở đây em sẽ cho anh chị xem về Compound ha. Đây, dự án Compound nè. Đó, với mức giá là 311 đô, đỉnh điểm thì nó cũng khá là cao anh chị, đỉnh điểm là hơn 800 đô lận. Đó anh chị thấy không, tổng lượng cung của nó chỉ là có 10 triệu token ha. Rồi tiếp theo là Aave. Những cái dự án cho vay á thường á nó khá là thành công. Đây Aave cũng 301 đô ha.
với tổng lượng cung là 16 triệu token. Thì cái lý do á, tại sao mà giá nó cao vậy thì anh chị cũng thấy là về cái lượng cung nó khá là khan hiếm, nó rất ít thôi, nên chính vì lý do đó nó rất là cao, chứ không phải là anh chị xem những cái dự án nào mà nó cái lượng tiền á, cái lượng lượng token nó nhiều á mà giá nó cao á thì nó càng giá trị. Nhưng mà đây là lượng token khá là ít, có 16 triệu, nên là cái mức giá 300 đô thì không gì đáng ngạc nhiên cả. Hiện tại đang là đứng thứ 42. Rồi tiếp theo là mình sẽ đi tới một cái dự án nữa là Venus trên Binance Smart Chain, thì nó hiện tại đang là 165, đứng thứ hạng trên CoinMarketCap ha, và tổng lượng cung của nó là 30 triệu. Thì anh chị có thể là mình nhìn tổng quan về những cái ứng dụng cho vay, thì về cái thứ hạng và cái tiềm năng của thị trường này á, thì anh chị không thể nào bỏ qua được ha. Thì đây anh chị cũng có thể xem lại đỉnh điểm của Venus là 140 đô, và thời điểm hiện tại đang là 27 đô thôi. Đó, anh chị có thể xem là so sánh về những cái ưu điểm và nhược điểm của cái dự án UMI ha. Dự án UMI này em đánh giá khá là cao, thì em muốn chia sẻ thông tin cho anh chị. Những anh chị nào muốn cập nhật thông tin về dự án UMI này thì mình có thể là join vào nhóm Telegram, em có để ở phần mô tả video, thì anh chị join vào đó để cập nhật những thông tin thường xuyên trong thời gian sắp tới. Thì hiện tại em cũng đang là một cái người mà hỗ trợ cái dự án UMI này. Trong thời gian sắp tới thì em hy vọng là có thể là làm sao để cập nhật những cái thông tin mới nhất về dự án UMI cho mọi người. Rồi, video của em tới đây là hết. Xin chào và tạm biệt anh chị. Hẹn gặp anh chị ở những video lần sau.